Cái này cây gò công nha các bạn. Cái này cái đế khoảng 50 á các bạn ơi. Cái này gò công mà hoành 50 á. Nhưng mà nó bị lỗi một cái vậy nè. Có một cái vết sam ngay chỗ này nha các bạn, sam từ đây lên nè. Mặt cắt ngay chỗ này các bạn phải nuôi nha các bạn. Để mình quay gần lại cho các bạn coi. Nó đang bao thẹo qua nè. Nhưng mà mặt cắt ngay chỗ này nó hơi to một tí thôi. Nói chung cây này phải nuôi. Cây này phải nuôi. Cái thẹo chỗ này không vấn đề, mốt nó bao qua. Cái thẹo chỗ này thì nó bao nữa các bạn. Đang bao. Thẹo ngọn nó cũng đang bao. Có mấy chốt cành người ta có nuôi nè, nuôi. Gò công nha các bạn. Cái này cái mặt bên đây. Cái này thì cái đế đẹp lắm. Đế luôn nó bọt xuống luôn nè. Cái này cái đế đẹp. Già cây nữa. Này so với cây năm mùa anh. Chiều cao nó khoảng 1. Chiều cao nó khoảng 32 thôi bạn ơi. Cái này cái bị lỗi nha bạn. Cái này cái đế quá đẹp luôn. Đế chắc nụi à. Cái này nằm trong chậu nhỏ ra rồi các bạn. Nằm trong cái chậu nhỏ ra luôn á. Mày chỉ thấy gò công các bạn ơi. Cái này nó chung về bạn nuôi lại.